Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 12, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức truy xét đối tượng gây ra vụ cướp giật tại hẻm 737 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, khiến cho một người phụ nữ bị thương. Được biết, đối tượng này chạy xe máy, đảo 6 vòng trước tiệm lọc tóc trong một đường hẻm tại Lạc Long Quân, rồi mới ra tay cướp giật tài sản như bất thành. Ngày 18 tháng 12, anh N, N chủ tiệm làm tóc trong hẻm 737 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một thanh niên đã ra tay cướp giật túi sách của vị khách đến để làm tóc. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 16 tháng 12 và được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 43 phút cùng ngày, nam thanh niên mặc trang phục giống như nhân viên giao hàng, chạy đảo một vòng trước cửa tiệm tóc của anh N. Sau đó, một người phụ nữ chừng 50 tuổi ngụ huyện Hóc Môn cùng một thiếu nữ chạy xe máy đến trước cửa tiệm, chuẩn bị vào bên trong. Khi vị khách đứng xoay ra đường thì nam thanh niên đảo thêm một vòng áp sát rồi giật mạnh. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ ngã về phía sau, tay và chân kịp chống xuống đường nên phần đầu không bị thương tích. Riêng nam thanh niên do cướp giật không thành nên rú ga bỏ chạy. Những người dân xung quanh thấy vậy nên hô hoáng và hỏi thăm nạn nhân. Trước đó thanh niên này đã lượn lờ 6 vòng trước khi ra tay. Do tài sản không bị mất nên người phụ nữ không trình báo công an. Phía tiệm tóc cũng đưa đoạn clip lên mạng xã hội để cảnh báo người dân Trước tính chất manh động của vụ cướp, công an quận Tân Bình đã tổ chức truy xét. Thưa quý vị khán giả, một số người dân khu vực này cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng cướp giật, trộm cắp hoành hành vào thời điểm cuối năm. Vì vậy, để có một cái Tết thật yên vui, mong bà con của mình hết sức cảnh giác và trước tiên phải tự bảo vệ tài sản của mình.